Ai? Bò đi. Bò đi. Đã ta. Em hai. Chi gì ca? Bò đi. Yo. Ồ. Ồ ồ ồ ồ. Em hai đấy bậy nè. Ồ ồ. Em ơi. Yeah, chi gì ca? Hai. Ê tê tê. Xin chào mọi người. Xin chào cô chú. Xin chào ông bà. Hôm nay Vinh và Vincent sẽ ra ngoài cắt mấy cây rào này. Thì nếu mọi người theo dõi vlog của gia đình mình á, thì năm ngoái là mình có làm cái vlog về việc mà phải làm mỗi hè. Cái đó chầm một đi, em nhúng đó con. Là phải mỗi hè là nhà mà có vườn như vậy á, là phải cắt rào rất là mệt luôn. Năm nay á, thì mình sẽ nó hư rồi con, để lát nữa ba gắn cái đó vô nha. Năm nay á, thì nhà mình sẽ đi theo một cái chiến thuật mới, là bây giờ đang là tháng 3 ha, thì mấy cây này á, lá nó chưa mọc ra. Ba thấy rồi, đợi ba xíu nha, để ba nói chuyện cái con. Năm nay mình sẽ tranh thủ là lá nó chưa mọc ra, mình sẽ đẩy, mình cắt mấy cái rào này luôn. Thì nó sẽ gọn hơn so với đợi lá nó mọc ra rồi phải cắt thì nó rất là mệt. Thì năm nay mình sẽ tranh thủ là trước khi lá mọc cắt luôn cho nó gọn, và để coi nó như thế nào ha. Mình nghĩ chắc nó sẽ khỏe hơn nhiều. Rồi, đây bây giờ quay lại cho mọi người coi nè. Đây là cái rào. Thì mọi người thấy nữa ha, sau cái một cái mùa á, là nó sẽ lên những cái cành như vậy, thì cái đầu nó sẽ không liệp. Đây cũng vậy, mấy cái này nó sẽ lên như vậy. Và mấy cái trang trí Noel mình chưa tháo nữa, nên mình phải tháo xuống, hồi lát nữa mình cắt đứt dây hết. Đó, cái khúc trước này hôm bữa mình trang trí Noel này mình đã tháo rồi, mình đã cắt đỡ rồi. Để thấy nó bằng, tới khúc này cái nó mọc lên tùm lum tà la hết. Và khu vực rào bên đây cũng vậy. Thì năm nay tranh thủ nó đi tiểu ngoài đây. Đây là bên hàng xóm nè, mình thấy nè. Mình sẽ để cái xe nó sạc ra coi. Bên đây mình thấy nè, không, nó mọc lên tia tỉa luôn, mọc lên cao quá trời. Nên bây giờ tranh thủ, tại vì nó bắt đầu ra nụ nè, mình thấy nó sẽ chuẩn bị ra lá. Nên bây giờ mình tranh thủ mình cắt trước luôn thì nó sẽ gọn hơn. Rồi, làm việc thôi. Ở đây thì cái trampoline thì năm nay để mình coi để đâu. Thêm bữa là nó ở đây mà bảo nó kéo qua bên đây luôn. Thì lát để mình bỏ dọn lại ha. Ở đây thì có đồ nghề hàng năm là cái máy cắt rào, dây. Và quan trọng là cặp kính bảo vệ mắt. Để mấy cái cắt mấy cái này nó bắn ghê lắm.
Rồi, tạm biệt thôi. Các bạn thấy không? Cắt xong đẹp trai ra hẳn. Cái này là cho nguyên cái mùa hè khỏi cắt nữa, tại mình cắt đều hết rồi. Bây giờ là đẹp nè. Thiếu bên khu này với lại khu này nữa, xíu là xong hết rồi. Mình nghĩ cắt kiểu này nó hay hơn, tại mình cắt tốc độ luôn, 1, 2, 3 là xong hết rồi, nhanh gọn lẹ. Rồi, cái này là kỹ thuật mới. Good good good. A few moments later. Mọi người nhớ năm ngoái cái vụ mà mình cắt đứt dây không? Cái mối nối nè, nãy bây giờ mình giật. Nó tuột bà nó ra lại rồi. Rồi, lại có việc cũ để làm. Mà năm ngoái mình không có cái băng keo điện ha, năm nay có băng keo điện. Thì năm ngoái mình xài băng keo đỡ thôi, lấy băng keo điện gắn lại cái này. Thiệt tình. À, mọi người, cảnh cũ năm ngoái làm lại. Cái này tại năm ngoái mình không có băng keo điện ha, nên gắn đỡ. Năm nay mua băng keo điện rồi. Cái này cũng năm ngoái cũng dán ẩu. Hôm nay thời tiết ở ngoài khá là đẹp ha. Người nhìn vậy thôi, nó nhiệt độ khoảng 7 độ C à. Thì thường mình rảnh mình tranh thủ làm những cái công việc nhà này, chứ ai mà có hai con nhỏ mọi người sẽ biết rất là cực luôn, không có thời gian. Cộng với đi làm mấy cái việc nhà này thì tranh thủ làm thôi. Xe này đang chơi cái xe hơi xe bên lề của Vincent. Xe thì cái xe đó mình để ngoài kho á, thường á mấy cái xe này phải để trong nhà mọi người. Nhưng mà mình cái năm ngoái mình không có để trong nhà mà mình để ngoài kho như vậy. Nó lạnh nó cũng không tốt. Tại mấy cái pin á nó chịu có mùa đông không tốt. Cái con robot cắt cỏ thì mình cắt trong nhà trong kho này nè, nó lại chịu được. Bên đây mấy cái công việc này thuê thợ cũng được, thuê thợ thì họ cắt mấy cái này, thường cắt hết cái này chắc khóa giá khoảng 5-6 triệu gì đó mọi người, để mà tự cắt mới khỏe. Mà mình thấy cắt bằng cái rào này có lý á, tại vì lá nó chưa có mọc, mình không phải dọn. Chứ bình thường á mà lá nó mọc á mình phải dọn rất là cực luôn. Còn bây giờ mình thấy cái này á, mình không có cần dọn giết gì hết. Tại vì mấy cái cành này nó bay cả bà nó luôn. Nên chắc là hè này hôm nay mình khỏi cắt. Chắc tới vô thu á, vô thu rồi đó cũng hết mình cắt. Đây là mẹ con kìa. Để mình quay lại cho mọi người coi. Đây hai mẹ con nè. Ơi, em đang bệnh, tối qua không ngủ. Ừ, không ngủ cái đêm á hả? Hai mami. Hả chưa? Em nhìn buồn ngủ vậy, xuống. Hay là mình sẽ xéo này. Do ăn nha con.
Vẫn đọc gì á? Vẫn in the speech first. Giờ ăn đi, ok. Bà cắt cái này cho anh. Hèn chim mê sao phép đi. Ta là mái húa đi ha, đúng không? Yeah, mình là mái húa đi, for that no play. Ok, đây là mái chú lì xì. Sao phát đi, đi super name đúng không? Cô bình dần đang đẩy xe. Xe hết pin hả? Vô ngồi đi, bà đẩy nha. Bật lên. Mới sạc có 5-10 phút rồi. Đây, chạy đi con. Chạy được không? Rồi, đẩy đi. Bà đẩy nha. Đẩy vô sạc nha. Nó hết pin rồi. Chạy vô, quẹo vô. Ờ. Ồ ồ. Quẹo vô đàng hoàng, bẻ đá lại. Đánh lái lại. Ờ, đúng rồi. Rồi, quẹo vô. Có những cái đầu. Rồi, đậu đó đi. Rồi, đi ra con. Ờ. Kho nè. Mùa đông nó vừa bộn hết trời. Cái này cái trần này nó làm lại á, trên trong đây tới thui à. Bật đèn hay được. Ờ ra đi con. Tới góc khu vườn thì mới phát hiện ra ở đây nó có cái ổ chim. Cái chim mồi à. Cái ổ chim đẹp quá ha. Nằm ngay góc vườn luôn. Rất là hay. Mùa này không có lá gì hết. Chắc này tắt tới mùa hè mình để ý cái này. Vui quá ha. Chứ cái này bình thường mình không có thấy ở đây. Khi mà nó lá nó che hết rồi. Mấy con chim nó hay sống trong mấy cái rào này. Rồi, tiếp tục thôi. A few moments later. Rồi mọi người. Sau một tiếng đồng hồ, hai xe này, thì mình đã cắt xong cái rào. Rồi để coi tới hè nó ok không. Khá là ok ha. Khá là nhìn thấy gọn luôn. Mà giờ tới mùa hè không biết nó còn mọc hơn nữa không. Nhưng mà tạm thời là đẹp rồi nè. Hàng xóm mình khỏe luôn. Khỏi cắt cái rào này trong cái mùa hè này luôn. Quá êm. Coi vô nhà hai má con làm gì. Hello. Hi. Hello ấy. Em mâm mâm hả? Ừ. Ờ chào. Con bệnh không? Dạ, yeah. Con bệnh không? Từ 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 đi đi. À đi. Không có vui hả? Ba nè. Hi. Không có vui hả? Bệnh cả đêm. Rồi mọi người. Yeah. Ai chui. Ai chui, ai chui, ai chui, 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 chui. Em mới đi học về nè. Về. Ờ. À. Ờ, về. Mới đi học về á hả? Vi efterspurgte en lidt tyndere en, hvad nu, hvor det bliver varmt. Vi får begge de grå, så har vi ikke nogen hjemme. Đây là một cảnh. Cuối tuần của nhà mình, chuẩn bị cho mùa hè. Hello em à. Ê, phơi đồ không ạ? Đây khu sen trồng nhầm đây. Wow, giỏi quá ta. Wow. Hey. Bò đi. Bò đi. Đã ta. Cái hai này. Chi gì cơ? Bò đi. Yo. Ôi. Oh yeah, đứa nào té. Đứng lên. Ủa chị sao té vậy? Chị sao té vậy con? Yeah. Này là cuối tuần của nhà mình ha. Đã chưa? Hai đứa nhỏ nó mới đi học về nè. Chào bà bò vậy luôn. Đây phơi đồ tranh thủ nắng, nhìn như ngoài nắng vậy thôi, nhiệt độ là hôm nay cũng khá ấm, khoảng 15 độ. Đây là bàn ăn mùa hè đã dọn ra, xe đạp của bạn Vinh
đi làm. Lo nứa, rau cắt rất là đẹp luôn. À, mỗi năm thì mình hay khoe cái cây này. Đây là cây đỗ quyên. Nó ra rất là nhiều nụ rồi, mọi người nè. À, tới lúc mà nó ra nụ lần nữa thì đỏ hết một cây luôn. Tới đó mình sẽ quay cho mọi người coi nữa ha. Cái này lần thứ hai. Nếu năm nay mọc nữa là lần thứ ba mình quay cây đỗ quyên. Đây anh hai, Vincent. Vincent thì cái xe đạp này là tặng Vincent sinh nhật năm ngoái mà năm nay mới đủ cao để chạy. Năm ngoái lùng quá. Đây thì hồ cá ha. Ở đây thì có trồng rau húng nè, với lại rau dấp cá. Tới nó sẽ lên nè. Ôi, cái này có cây dâu nữa nè. Cái này cây dâu. Ồ. Ồ ồ ồ ồ. Hai đây bậy nè. Ồ ồ. Em ơi. Yeah, Jessica. Hi. Hey, tete. Rồi, tạm biệt mọi người. Hẹn gặp lại mọi người vào clip lần sau. Bye bye.